Tiểu sử và con đường sự nghiệp của ông Nguyễn Đắc Vinh Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh ngày 25 tháng 11 năm 1972 là phó giáo sư, tiến sĩ hóa học và chính trị gia người Việt Nam trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó tránh văn phòng Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại hội nghị lần thứ hai, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ông được giới thiệu để Quốc hội bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Xuất thân, ông sinh ngày 25 tháng 11 năm 1972, quê quán ở phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Cha mẹ ông, tiến sĩ Nguyễn Thụa và kỹ sư Trần Thị Luật đều đã từng là lưu học sinh tại Đức và Tiệp Khắc. Giáo dục, Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh ra tại Nghệ An và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp tú tố tài trường cấp 3 Yên Hòa, Hà Nội, thì đại học đạt điểm cao. Ông được cử đi du học đại học và sau đại học tại trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Bratislava, Slovakia, tiệp khắc cũ từ năm 1990 đến năm 2000. Con đường sự nghiệp Năm 2000, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ hóa học, ông về Việt Nam làm giảng viên khoa hóa học, lên đến chức phó chủ nhiệm khoa hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông trưởng thành trong công tác đoàn thể, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 năm 2003, chính thức ngày 24 tháng 11 năm 2004. Năm 2006, ông là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Tháng 5 năm 2007, ông được bầu làm bí thư đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 12 năm 2007, ông được hội đồng chức danh nhà nước phong tặng chức danh phó giáo sư và là phó giáo sư trẻ nhất năm đó và được bổ nhiệm giữ chức phó chủ nhiệm khoa Hóa học cũng trong tháng 12 năm 2007, ông được bầu làm ủy viên ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2008, ông được bầu làm bí thư ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm trưởng ban thanh niên trường học, kiêm chủ tịch hội sinh viên Việt Nam từ tháng 2 năm 2009, giám đốc học viện thanh thiếu niên Việt Nam từ tháng 6 năm 2009, phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010. Tại Đại hội Đảng lần thứ 11, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2011, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Đắk Nông. Ngày 5 tháng 10 năm 2011, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đoàn lần thứ 11, khóa 9, ông được bầu là bí thư thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khóa 9. Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Tại Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 10. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2016, theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được điều động giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 và trở thành một trong những vị bí thư trẻ nhất Đảng bộ tỉnh này trong lịch sử tại thời điểm nhận nhiệm vụ. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, theo quyết định số 1728/QĐ-NSTU của Bộ Chính trị, ông được điều động phân công giữ chức vụ Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.